xướng ngôn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của tất cả quý khán giả đã theo dõi trong chương trình vừa qua. Chúng ta trở lại với phần 2 của phần tin tức sáng hôm nay. Trung Quốc đối mặt với sự sụt giảm dân số đầu tiên trong 6 thập niên. Người dân Trung Quốc hôm thứ Ba đã bày tỏ sự miễn cưỡng trong việc sinh thêm con, ngay cả khi dân số nước này vào năm ngoái đã giảm lần đầu tiên sau 6 thập niên. Một bước ngoặt lịch sử được cho đánh dấu khởi đầu của một thời kỳ dài sụt giảm dân số, tác động đối với nền kinh tế của Trung Quốc và thế giới. Theo Cục Thống kê Quốc gia đã báo cáo mức giảm khoảng 850.000 người so với dân số vào năm 2022, đánh dấu mức giảm đầu tiên từ năm 1961, năm cuối cùng của nạn đói lớn diễn ra tại Trung Quốc. Người dân Bắc Kinh 44 tuổi họ Lý chia sẻ, tôi không nghĩ việc cho phép sinh con thứ hai hay thứ ba sẽ giải quyết được vấn đề căn bản. Theo anh thì chi phí để nuôi đứa trẻ bây giờ quá cao, từ khi chúng nhỏ cho tới khi lớn lên, đi học rồi tìm việc trong tương lai và kết hôn sinh con với chi phí lớn lao. Những bình luận của anh được một số người khác lặp lại khi được phỏng vấn. Về lâu dài, chuyên gia Liên Hiệp Quốc dự báo dân số Trung Quốc giảm 109 triệu người vào năm 2050, nhiều hơn gấp 3 lần mức giảm so với dự báo trước đó của họ vào năm 2019. Điều này khiến cho những nhà nhân khẩu học trong nước than thở Trung Quốc sẽ già trước khi giàu, khiến cho nền kinh tế chậm lại khi doanh thu giảm, nợ chính phủ tăng vì chi phí y tế và phúc lợi tăng vọt. Du khách đổ về chùa của Thái Lan trong trang phục truyền thống. Wat Arun là một ngôi chùa bình minh đã được nhộn nhịp khách du lịch vào hôm thứ Hai, với nhiều người mặc trang phục truyền thống của Thái Lan tỏa sáng và lung linh. Các bài đánh giá trên trang mạng xã hội và các xu hướng bắt nguồn từ các bộ phim truyền hình lịch sử của Thái Lan đã khiến cho những công trình kiến trúc giống như là một ngôi chùa đẹp như tranh vẽ đã trở thành điểm thu hút khách du lịch để chụp ảnh trong trang phục truyền thống của vùng. Presley Langton, 24 tuổi, là du khách đến từ London, Anh Quốc cho biết. Nó ăn sâu vào văn hóa lịch sử và mọi thứ. Bạn cần biết rằng nó rất là quan trọng và có ý nghĩa đối với người Thái Lan và đặc biệt là phụ nữ Thái Lan. Nhiều cửa hàng đã cho thuê quần áo truyền thống của Thái Lan nằm dọc trên các con phố gần với ngôi đền, mang đến cho khách du lịch một cơ hội mặc trang phục và chụp ảnh trong chuyến viếng thăm ngôi đền với giá khoảng từ 150 đến 400 baht, có nghĩa là khoảng từ 4.53 Mỹ Kim cho đến 12 Mỹ Kim. Trong vòng 2 giờ, tùy thuộc vào các đồ trang trí và phụ kiện được thêm vào. Nghệ thuật dân gian cổ xưa với phong tục truyền thống hồi sinh khi du khách Trung Quốc hòa bình vào không khí lễ hội. Khách du lịch trên khắp Trung Quốc hòa bình vào bầu không khí văn hóa thưởng thức những phong tục dân gian truyền thống tại địa điểm lịch sử khác nhau trong kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân diễn ra với thức ăn, đồ trang trí, nghệ thuật biểu diễn lễ hội. Tất cả đều được xác định là di sản văn hóa phi vật thể nhận được nhiều sự quan tâm. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài một tuần lễ bắt đầu từ thứ Bảy vừa qua, hàng triệu người trên khắp Trung Quốc tận dụng cơ hội trở về quê hương đoàn tụ gia đình, bắt đầu những chuyến đi du ngoạn văn hóa trong khi tận hưởng Tết Nguyên Đán. Bức tường bên ngoài của thị trấn cổ tại thành phố Lâm Hải ở tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc được trang trí bằng những chiếc đèn lồng đỏ bắt mắt với khu phố cổ duyên dáng thu hút du khách với phong cảnh độc đáo và những hoạt động văn hóa cổ điển thu hút khách du lịch ở mọi lứa tuổi tò mò. Những cửa hàng rượu, trà, đồ thủ công mỹ nghệ và cửa hàng đặc sản đã được dựng dọc theo bức tường thành cổ để du khách tận hưởng thời gian giải trí thư giãn. Nhiều người bán hàng mong chờ thời gian hứa hẹn tươi sáng hơn ở tương lai phía trước. Đặt ghe dọc quốc lộ bán cá trắm ngày Tết, tin từ Việt Nam. Người dân thôn Tây mang ghe ra dọc quốc lộ bán cá trắm nuôi lồng bè trên sông Trà Khúc với giá là 120.000 đồng 1 kg. Thu tiền triệu mỗi ngày dịp Tết. Vào sáng mùng 4 Tết, dọc quốc lộ 24B đoạn qua thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, người dân đã đặt hàng chục ghe bán cá trắm, cá lăng và cá chình. Dù trời mưa nhưng nhiều người vẫn ghé mua cá để thay đổi khẩu vị ngày Tết, giúp cho mỗi chủ ghe bán được 10 đến 20 con. Vừa đứng mời khách, anh Lê Hoàng Thanh, 30 tuổi cho biết là gia đình anh có 4 lồng bè nuôi cá trên sông Trà Khúc từ nhiều năm qua. Mỗi bè là khoảng 150 con. Cá 2 năm tuổi mới nặng 2-3 kg để bán, nên gia đình anh thường nuôi gối đầu để khi thu hoạch 2 bè cá lớn thì vẫn còn 2 bè cá nhỏ. Dịp Tết là lúc cá được xuất bán hàng loạt. Với giá cá là 120.000 đồng cho 1 kg, thì mỗi ngày tôi thu về hơn 1 triệu đồng, anh Thanh đã chia sẻ, và cho biết là một bè cá cho lãi hơn 15 triệu mỗi năm. Ông Nguyễn Ngọc Khanh là chủ tịch hợp tác xã nuôi cá xã Tịnh Sơn cho biết,
là thôn Tây có truyền thống nuôi cá lồng bè gần 30 năm qua. Ban đầu thì việc này xuất phát từ mô hình nuôi cá áp dụng khoa học kỹ thuật của ngành thủy sản. Sau đó là hiệu quả nên người dân đã nhân rộng lên. Gia đình anh Thanh là một trong 45 gia đình nuôi cá lồng bè trên sông Trà Khúc. Người Việt nhập cảnh lậu ở Trung Quốc tốn gần 800 Mỹ Kim để về nước chui. 18 triệu đồng tức là 767 Mỹ Kim là số tiền mà một người đàn ông được nêu tên tắt là Hậu bỏ ra để về Việt Nam theo đường nhập cảnh lậu sau gần 2 năm đi vào Trung Quốc bất hợp pháp. Số tiền này chưa tính tiền phạt hành chính từ 3 tới 5 triệu đồng khi vượt biên đưa về đồn biên giới Việt Nam. Theo báo giới ngày 25 Tây tháng 1, thì ông Hậu hơn 60 tuổi, quá vợ làm nghề sửa xe, tìm đường vượt biên sang Trung Quốc làm thuê khi nghe người mở kể đi bốc vác hàng có thể chiếm cả chục triệu đồng mỗi tháng. Năm 2021, khi tới nơi, ông làm bốc vác trong xưởng sản xuất vỏ xe ở tỉnh Quảng Châu. Vì không biết tiếng nói và chỉ có thể giao tiếp bản xứ qua ứng dụng phiên dịch qua điện thoại, mỗi ngày ông loanh quanh trong nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông, tiền công được hơn 14 triệu đồng, nhận bằng tiền mặt. Ông nhờ chuyển một phần cho Việt Nam qua người thân sử dụng. Người đứng đầu các cơ quan quốc tế, các chức sắc của nước ngoài dành những lời chúc Tết tốt đẹp nhất cho Tết Nguyên Đán Trung Quốc. Nhiều người đứng đầu các cơ quan quốc tế và chức sắc của nước ngoài đã gửi đến người dân Trung Quốc những lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết Nguyên Đán hay là lễ hội mùa xuân rơi vào ngày Chủ nhật. Vào ngày 22 tháng 1 năm 2023, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới, con giáp thứ tư trong 12 con giáp của Trung Quốc. Lễ hội mùa xuân năm nay bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 và kết thúc với lễ hội đèn lồng vào ngày 5 tháng 2, đang được người dân Trung Quốc trên khắp thế giới tổ chức với các hoạt động đoàn tụ gia đình và truyền thống. Gilbert Hilbo là Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế, đã gửi lời chúc Tết từ Davos, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 1 khi ông đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên. Tôi muốn nhân cơ hội này để gửi lời chúc mừng năm mới âm lịch tới tất cả đồng nghiệp và người dân, tất cả những người đang đón mừng năm mới ở Trung Quốc và các nơi khác. Chúc mừng năm mới con tâm con thỏ, ông Hubo đã nói. Và vào ngày 18 tháng 1, phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc UNESCO cũng đã tổ chức tiệc chiêu đãi Tết Nguyên Đán 2023 tại trụ sở của tổ chức ở Paris, Pháp. Trong số những người tham dự có Vladimir Ryabunin, là thư ký điều hành của Ủy ban Hải Dương Học Liên Chính phủ của UNESCO và trợ lý Tổng Giám đốc của UNESCO. Sylvia Elizabeth Lucas là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các tỉnh ở Nam Phi, cũng đã nêu bật những thành tựu to lớn về mọi mặt mà người dân Trung Quốc đã đạt được khi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất trong nhân dịp Tết Nguyên Đán. Ismail Kausakow là Thủ tướng Vanuatu và là phu nhân cũng cùng với các nhà lãnh đạo thế giới khác gửi thông điệp chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của họ. Thưa quý khán giả, và bản tin vừa qua cũng tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp sáng nay của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5717. Quý vị cũng có thể dễ dàng shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Và xin chúc cho quý vị có một ngày làm việc an lạc và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào quý vị.